Đây đây đây. Ok, hello chào các bạn nhá. Thì mình là anh em mình đi bắt vịt ở trên Luanda. Hai anh em đi bắt vịt. 2:30 chiều mà đến lúc đi cách nhà khoảng tầm gần 300 cây thì xe bị hỏng. Từ lúc 4:30 chiều đến bây giờ. Mày 4:30 chiều bây giờ là xe là hoàn toàn là không không thể đổ được. Hỏng bơm, hỏng bơm mọi người ơi. Hỏng cái bơm kim xăng lên cho cấp xăng cho đồ lọc và đồ lọc sang máy ấy. Bị chết rồi, chết hẳn luôn. Nó không cấp xăng nữa. Đang ở hoang vắng này. Chờ giữa đồng không mông quạnh. Từ đây từ nhà mình lên đây tầm 200 cây. Hơn 200 gần 300 rồi. 300 cây. Gần 300. Bây giờ đang chờ anh Đông, anh Hùng, Linh Philip, Quang Dũng đi hai xe lên để kéo về và cũng như là chở người về. Nay là có hai anh em nữa. Ở bên này thì đi đường rất là phải cẩn thận. Anh em mình lấy tờ túi sách và giấu hết trong bụi. Vứt hết trong bụi đi các bạn. Vứt hết trong bụi đi các bạn. Vứt hết trong bụi có gì mà chảy cho nhanh. Đấy, bên này là như nó như thế mà. Hoang vắng như này. Cướp móc cái gì. Có ai nhìn thấy nữa. Gắn hết vào trong bụi này. Tất cả các túi này. Rồi, ok. Để dòi chỗ khác đi. Không thì lỡ may ai nấp ở phía ngoài nhìn thấy không, đôi khi tưởng là nhà đoàn làm phim thì sao vậy. Đoàn làm phim đang quay cảnh ban đêm nữa. Đấy, xe lúc ấy là ở phía bên này, xong là hai anh em là phải đủn mới đầu là dựng ở rệ đường, nhưng mà xe đến ban đêm là các cái xe khác đi lại nó nguy hiểm ấy, là hai anh em mình đủn cho nó lao xuống ở bên vệ đường này để tránh ảnh hưởng của xe khác. Đấy, hoang vắng lắm. Đấy, đấy xe đi không có gì cả, không có ai luôn, không có nhà luôn. Không có một nhà. Chịu ấy. Hiện tại là trên xe bây giờ đang không có nước uống, không đồ ăn. Không còn nước, không có đồ ăn luôn. Không đồ ăn, không nước uống. Ở đây được 2 tiếng rồi. Và đang chờ anh em lên giải cứu. Tầm đó cũng 3 tiếng nữa, 4 tiếng nữa và kéo xe về. Hiện tại bây giờ mấy giờ rồi? Bây giờ 7:30 7:30 tối và tầm còn nào bạn từ để che cái mặt đó, che cái mặt đi chỗ khác đó. Có xe có xe khác đến đây quay. Đấy, này tưởng là quay phim đi già với quay phim đi. Nói đừng nói. Xin trân trọng giới thiệu với cả các bạn và quý vị và các bạn, hiện tại là rồi đấy, xe chạy qua thì cứ vù đấy các bạn. Đây là bây giờ là anh em cứ chờ Đông Bao Lù Hùng cao về clip lên đây cũng là 3-4 tiếng nữa là tầm 10 giờ kéo về nhà 200 cây 300 cây đấy thì chắc là 2 giờ sáng 3 giờ sáng. Nó cũng là một cái kỷ niệm rất là đẹp của hai anh em khi mà đi bắt vịt đấy các bạn. Mình đang tính đi Luanda để lên nhà anh Lộc với chị Lan Anh thì hai anh chị có bảo là lên cho tầm 50 con vịt đưa về trên bản rồi cho các em nuôi rồi sau nhân giống cho dân bản ấy. Thì bây giờ anh em đi lúc 3:00 chiều giờ. Rồi bây giờ 7 giờ rồi, lạnh, không có gì ăn cả. Chán thật. Đúng thật là không phải kêu khổ nhưng mà nó kiểu bây giờ anh em mình chia sẻ về cái tình trạng của Angola. Đấy, so sánh với Việt Nam nó như thế nào. Đấy. Ở Việt Nam thì với Việt Nam bây giờ là mặt phờ đó. Gọi cứu hộ đến trong lúc gọi cứu hộ chờ thì mình làm mắt phở, mắt viết, trà đá rồi là các thể loại đấy. Ngứa ngáy không? Ngứa như muỗi nhiều. Muỗi nhiều lắm. Bây giờ vào trong xe thì sợ. Hai anh em mình cứ ngồi trong xe như thế nha. Rồi tí nữa lỡ may nó cướp nó úp một phát thì không biết chạy đằng trời. Bây giờ phải ở ngoài này. Đấy. Lỡ may mà có tiếng động gì và bất ổn gì là mình phi thẳng vào rừng luôn rồi lách lùa các kiểu luôn. Xe thì bây giờ không nổ được, người ta không lấy được. Chạy luôn. Rất là nguy hiểm. Bây giờ có gì ăn. Thôi bây giờ chờ Hùng Nếu mà chờ Đông Bao Lù phải 2 tiếng nữa nha. 2 tiếng nữa. Hơn 2 tiếng nữa thì mới tới nơi. Hơn 2 tiếng nữa nha các bạn. 9:30 đêm nó bắt đầu là kéo về tầm 2-3 giờ. 2-3 giờ. Và Tiến Tuti và anh Quý cũng chạy lên đây để xem tình hình nhau. Tình hình như thế nào. Đấy, anh em luôn sống chết có nhau. Đấy. Sống chết có nhau. Và không biết là Luanda và cái nhà anh em mình thì nó cái xe này nó nằm giữa. Nó nằm giữa đường rồi, nằm giữa đường Luanda và cái nhà. Đi vào đấy. Bên trong, người ta đi qua.
bây giờ hai người là hai đội là tập trung về đây hết để mà cứu hộ cái xe này. Một bên thì chắc là cứu hộ ăn uống đấy, một bên là chắc là cứu hộ kéo xe về. Nói chung là bây giờ là không biết như thế nào, nhưng mà anh em nghe thấy tin xe của hai anh em mình hỏng ở giữa đường đi Luanda, là ở Luanda cũng chạy về đây, mà trên nhà cũng chạy về đây đấy. Tí nữa đến thì xem như thế nào nha mọi người. Rồi, bây giờ tắt đi không rồi hết pin, sáng sáng như này là chết đấy. Tí nữa hết pin điện thoại thì còn chết nữa, không ai tìm thấy mình nữa đâu. Còn 15% pin nữa. Đây, mình vẫn đang còn 24%, có dám gọi gì cho ai đâu. Toàn rồi, ok. Hơn tiếng rồi. Vẫn là chưa thấy anh em đến. Còn này toàn là đói lắm. Ôi, chát quá. Nhìn chán đây. Ở bên ngoài thì muỗi mà bên trong bên trong thì nóng lại sợ. Sợ. Giờ ai mà ra vỗ kính cửa cái là không biết ai. Mất hồn. Giờ ai mà ra cứ gõ cửa với là có tiếng động phía ngoài là anh em coi như là kiểu cứng luôn. Sợ ra thì sợ nó đâm con. Nó cũng kiểu bây giờ ở ngoài cũng sợ mà ở trong cũng sợ. Ở ngoài thì sợ mùi cắm sốt rét. Trong thì tối quá đấy, nhiều lạnh khi mà anh em không ai mang áo vest đi. Mùa này mùa lạnh đuối. Tiếng này chắc là tầm tiếng nữa. 2 tiếng đến đây mà. Cũng lâu đấy. 3 tiếng cứ nằm giấc đấy. Đến đầu đến đồ đạc hay hộ chiếu với là tiền nong cất rồi, cất ngoài bụi rồi. Bây giờ người ta mà lỡ may mà có chuyện cướp xảy ra bây giờ thì sẽ mất một cái iPhone 14 với anh Tiến một cái là hai cái. thôi đừng nói nữa. Mới mua điện thoại đấy, đừng có nói thế. Mới mua rồi. Đây này. Tay chân bẩn không có nước để rửa này. Rất là chủ quan luôn. À đâu, có 5 chai nước thì uống hết rồi. Rửa tay thôi, lúc này sang. Lúc này sang rửa tay hết rồi. Lúc này vọc vào máy, sửa các kiểu rồi. Lấy nước uống rồi rửa tay. Bây giờ chờ anh em thôi. Tiếng rồi. Nó mà gần cây xăng thì đẹp nhỉ. Gần cây xăng nói gì nữa, vẫn xe vào trong kia mà nhậu uống bia các kiểu ăn thịt. Đụt vào cây xăng không có quần ăn ở trong đấy nữa thì tuyệt vời. Bây giờ trong có hoang vắng như này, đường xá thì không vấy được ai. Buổi đêm mà vấy người ta thì người ta sợ mình. Đêm này là ở dọc đường mình cũng sợ người ta. Nếu mày vấp trúng băng cướp thì chết chứ. Đây rồi, tìm lúc đưa chứ chưa thấy. Bây giờ lại gặp đấy rồi. Đây rồi. Được rồi, hai thằng này béo mầm đây rồi. nhìn thấy da trắng là... Nhưng mà nó mà lấy điện thoại thì đang quay bằng điện thoại đấy thì làm sao mà phát video được. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi nhỉ. À thế thì nếu mà video này đăng lên là anh em mình vẫn ok còn, nha, vẫn còn an toàn. Vẫn là an toàn nha các bạn. Ok nha các bạn nha. Còn mà video này không có là toang đấy. Toang rồi đấy. Cũng đúng đó nha, phân tích đúng đấy. Ok, giờ chờ nha, chờ anh em đến nha. Đây, hai anh em nhờ được hai anh người bản địa đi mua bánh với nước ngọt cho nha mọi người ơi. Đấy. Yeah, nó số vô phim map manda du familia và là tên đôi ô mi. Đấy, có hai anh này. Đấy. Đấy, tí nữa mình sẽ gửi tặng mấy anh một ít tiền. Thôi, như thế cũng được rồi. Ok, tá bom. Essa aqui, 300. Ok, tôi không cần nói giá đâu. Ok, dạ. Agora, agora đôi caro, vai ajudar embura caro, vai aqui bucaro. Depois nós vai, đấy. Ok. Thôi, may mà nhờ được. Tại vì hai anh em vẫy tay, ai cũng chạy các bạn ạ. Ai cũng chạy, sợ cướp mà. Tại vì cái vùng hoang vắng như này không thấy ai dừng lại. Ô tô thì càng không. May mà có hai xe máy như này. Rồi bây giờ để mình sẽ gửi tặng cho hai anh một ít tiền. Giờ làm
qua. Anh cất đố đi. Cất chưa? Rồi. Ngồi chính à? Mở chi? Mở điện ra thì đánh, mới đánh được vô lăng. Mở điện à? Bật. À. Bật chìa khóa lên xong mới đánh được vô lăng. À, ok. Thôi. Ui, mũi kìa. Kinh nhờ. Khoan ạ. Ui. Ô tô sao ơi. Rồi. Ê, ê. À? Không, không, ô tô sao rồi. Ô tô sao. Anh lái đi, nó sẽ vào. Rồi. Nào, input rồi. Đấy, vất vả các bạn. Đây, máy đang đẩy về trước này. Entrada. Aquí en entrada, aquí. Entra, entra mai. Entra mai. No, 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 ahora no, 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 no tienen ningún gain. No, no tienen ningún gain nada. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tá bom. Ok. Não, vai mais. Vai, tá bom, tá bom. Tá bom. Rồi. Ô đủ okay. Đây để xe kia đỗ trên này còn buộc chứ. Không, dừng đây để tí là hồi kia nhìn thấy anh. Hồi kia lên đây rồi. Hồi kia lên đến đây rồi. Para. Rồi. Qua đây. Hả? Ta kia đúng không? Dạ. Quero oficial já. Dois. Três. Rồi, hai. Đôi já. Sim. Đôi já. Obrigado já. Dạ, obrigado, muito obrigado. Dạ. Rồi, ok, có hai anh này là đỡ rồi. Có thì bánh ăn rồi. Ăn đâu. Dạ, tạm bộ. Rồi. Dạ. Hồi này lên đây rồi. Đùn xe. Ui, đây bánh này. Ui, được cái bánh à? Ui, mua bánh rè rè tiến à. Mang đi. Chào chào, muốn đua Obrigado nhá. Combo như này, Obrigado nhá. Dạ dạ, muốn đua Obrigado. Ngon rồi. Rồi, ăn. Ăn đã nha các bạn ơi. Tí nữa hồi kia đến anh Đông với Quang Dũng với gì. Anh Hùng đến anh em mình cầu xe về chắc là 2 đến 3 giờ sáng ấy. 2 đến 3 giờ sáng nha. Quá là nhờ người đi đường không thì khát khô của họng luôn. Rồi Coca-Cola. Ôi này còn mát lạnh luôn nè. Bánh mặn mặn ấy ăn đỡ đói. Hay nhờ. Lấy đâu ra đá mà mát lạnh được cái khu này nhờ. Ồ, chắc là thế là còn thị trấn. Ăn lắm. Các bạn nhé, ăn xong cái là bắt đầu là quay ra ngủ rồi đây này. Rồi giờ mắt dậy thôi. Bên ngoài trời thì vẫn là tối đen như mực các bạn. Xung quanh đây là tối đen như mực luôn. Trong xe muối. Chỉ là có muối vào trong xe. Đây. Vừa nhờ hai anh đủn được cái xe quay trở về trong ngõ. Đấy. Ngắm trăng ngắm sao thôi chứ còn thời tiết này thì tương đối là ngoài trời đang tương đối là lạnh. Ra ngoài thì lạnh. Vào trong thì bí. Cùng Kaka với Đông Pao Lù với cả Dũng, Linh Philip cũng gần tới nơi rồi các bạn nhá. Tí tới nơi mình sẽ quay tiếp. Ôi dồi ôi, mừng quá các bạn ơi. Các đồng đội đã đến rồi, mừng quá. Đây. Hello, ok, hello chào bạn. Mừng quá. Đúng rồi, đúng lại chưa? Ôi dồi ôi. Hoảng luôn, có dám ra khỏi xe đâu. Có mấy không? Đã bấm. Đâu, có. Đấy, mày quá, hiểu ý nhau thế. Đi, mỗi mình tan vào mày. Đây rồi, anh em đồng đội đã đến hết rồi. Về. Hả? Về. Hả? Về.
Sunny Philip về. Đâu có về đâu. Vô. Cái gì vẫn đang để đây. À dạ. Bánh mì gì đấy? Có sữa không? Không, có thịt gà. Có thịt gà, ôi rồi. Mì một cái, hai người cái đấy. Tuyệt vời quá. Đấy, mọi người, đi một chặng đường là cùng nói 200 cây, gần 300 cây đấy. Gần 300 cây. 300 cây đấy, mà nhận không? À, có mang dây không? Có dây ở sau xe của Linh Philip ấy. À, đâu cho xin được miếng bánh mì nào. Mình có ăn mấy cái bánh à. Ôi, ở đây còn sờ đây. Ôi, nấp sờ đây. Đây, ra cho xem này. Đây. Đây. Túi sách giấy tờ là ném đây mà. Ôi, đấy, không có gì mà chạy chứ. Có gì mà chạy chứ. À, thế bây giờ đủ lại cái xe này nhờ? Hả? Bây giờ là ra. Đây với Liệp xong là mình sẽ buộc giấy thôi. Giấy xong sẽ lên với Liệp ấy. Và bánh bao lưu nữa. Ok. Vừa ăn rồi thì mình ăn gì lắm đấy. Hả? Bánh quy. Được cái bánh quy. Nhờ được. Cứ gọi mấy cái xe là gọi dừng lại. Gọi phòng chay vụt luôn. Gọi lại sợ kiểu mình cướp hay sao ấy, thế là vụt. Cứ xe nào đi qua mình gọi lại cái giúp đỡ tao với là chạy mất tích luôn. Nhưng mà cái xe này đã có vấn đề chứ anh? Đi hỏng cái bơm dầu, bơm xăng lên. Chắc một lần nữa mình đi qua thì trận kia đâu vẫn có chỗ sửa đấy. Sửa hay là mình kéo về? Chắc là kéo về thôi. Không thì có trường Việt Nam mua mà bị rồi. Đâu rồi? Quả cho mình cái bánh mì đâu rồi? Ui giời đất ạ. Cứ mãi quay phim. Đâu bên trong có cái gì? Bên trong có thịt đấy mà, thịt này. Đâu? Vừa bảo bên trong có thịt gà cơ mà, đâu? Ôi đây. À. Đây gà đây. Ui giời. Ăn mấy cái bánh quy, đâu đùi gà đâu? Đây, hai anh có hai đùi gà đây. Ui giời, to thế. hai cái đây. Ăn thử bông xe rồi chị thôi. Đây là khoai tây. Đâu? Cái con gà này chắc phải đến tầm 6-7 cân đấy nhỉ? Đâu, ở trên đường anh em là vẫn ăn thôi. Cái đùi to này cơ mà. Đấy, lấy của anh đây. À. Thôi rồi, nạp cái tí đùi gà thôi. Đây, ok. Chê lúc rồi ạ? Chê 6. Ừ. Đúng rồi. Đâu cái gì? Đây, anh nhà ông ở đỗ đây này. Căn thật. Bạn mình đã đến rồi. Bạn mình đã đến rồi các bạn ơi. À, bạn mình trong này. Ôi giời. Tình cảm quá. Sơ quả khóc này chứ đấy. Ra đây chỗ đây. Đây đâu? Thì bây giờ phải đủn vào đây mà để ấy. Ai bạn với ai đấy? Đúng rồi đấy. Ôi giời, có mỗi mình đây với cả Linh đẩy ông Linh lên lái mà mình đủn hoắt mà bắt được. Vẫn đeo được túi. Vừa giấu ở trong bụi. Đâu, lấy dây đây mà. Dây đi ra. Từ từ để anh em nghỉ ngơi chứ nào. Nghỉ ngơi chứ thế, ngồi ô tô này sướng đây, ngồi ngoài cây đúng không ạ? Đây đừng ngoài trời đấy. Không chứ kẹo về cái chỗ anh Việt Nam ấy, gửi xe đi. Gửi xe đâu, ta kẹo gửi xe ở đấy. Gửi xe ở đấy, mai bắt đầu đưa thờ lên chưa? Không biết được. Cái ông về ông sang chưa? Việt Nam nào ấy? Nhưng mà chỉ cần ở trong huyện này là có cái người Việt Nam là qua, bán đồ xe máy. Qua cái xăng bên đấy. Mặt đường ấy. Hôm nay vào cái xăng không ngon đấy. Qua đấy bên tay phải. Và trong thị trấn là có. À. Cái này cái giấy chặt hơn đi. Nối đây móc cái này vào xong rồi lấy cái dây chắn này bông vào đây để tăng cho cái mũi dài đó. Buộc vào đây anh. Buộc cái đầu dây này. Đấy. Đây đỗ. Cái này cái đầu dây nha. Cái này buộc vào đây. Được rồi. Không, ngắn quá. Ngắn quá không được anh ạ, phải dài mới được. Ngắn quá đây, dê lên bị. Ngắn quá đây, dê lái. Kẻo bung búng ạ. Thế tình hình thế nào? Đó là bạn này quay về luôn đi, hay đi tiếp? Tiến tôi đi đang xuống này mà. À. Bây giờ anh em cứ ngồi trên xe thôi mà. Đi kiếm Ba Lá, rồi tỉnh sau. Là có gì anh Lính về anh tiện chơi được không? À đâu? Con cú đây, con cú là bay lại đây. Thôi chứ mà anh em mình mà kẻo về là 3 giờ sáng. 3 giờ sáng chưa chắc. Bây giờ là mấy giờ đấy? Kéo nó gần bằng. Kéo này chỉ chạy được 40 thôi. Chạy chậm thôi. Không nhanh quá không phanh được. Để ngắn đi, xe này nghịch đi một tí đi. Không, anh không ra. Không, tí nữa bóng ra được mà. Cắn cái dây thì được. Cái dây thì cho anh dây thì anh. Là cái này buộc vào đâu đây. Anh bóc ra đi. Xem nào. Buộc mé bên kia là Thủy Ninh ấy. Đấy, kéo bên kia. Anh soi cho em cái đèn này. Đây, chút được rồi. Thế là được anh, không sợ. Đây một khí đi. Không. Đây, buộc cái tỏ này dưới đây á. Buộc cái đấy. Đây, buộc bên trong này. Đây trong. Đấy nó giật mạnh nó bục ra cái bà nó sống rồi đi.
Đây, bấm bộ cái này anh. Ở trên này này. Cái này nó giật cái bay đây. Người nhỏ nhỏ đi chui vào cái. Nó phải đứng mình dai quá. Cái buộc luôn đấy nhỉ? Ừ, rồi thì rớt. Anh phải móc trong lửa đây. Móc vào chỗ này hỏng rồi. Móc vào đây luôn. Ảnh quay một vòng móc vào đây. Đây á. Móc vào đây này, móc vào cái sắt đấy luôn. Em quay vào đây. Thôi rồi thì tí nó bóng lên, tí nữa. Thế ui, ai lại buộc thế? Được. Nhưng buộc thế tí về cởi kiểu gì? Cởi được. Bạn ơi. Tí nữa thú ra được. Tí thú ra mà. Bạn cần cởi cái dây ra đi. Tí nữa không tháo đâu, khoảng cái dây này là được mà. Ừ, khoảng cái vòng rồi, một cái vòng cái hầm thôi. Rồi đi rồi, đi một đoạn nữa. Rồi, cố chắc chưa? Không tí nữa. Bây giờ đang cố đấy. Bây giờ đen lắm đấy, không. Lúc đang đi xong lại còn có xe tai nạn. Sao buộc vào đấy, từ dưới mà. Sao buộc vào đấy? Bố bên này được đúng không bạn này? Coi ông xa được đâu. Ông xa bên kia mà. Buộc cái này đúng rồi. Giấm bò chưa đâu buộc. Mình buộc cái dây dài nữa được không? Kéo cái này đằng trước nó chỉ thích cái móc đằng trước để lùi thôi. Để kéo kiểu kéo lùi thôi. Ngồi đây cảm thấy điên người. Thật. Ủa đi, ủa đi, ủa đi. Ủa đi, vâng. Giờ anh ngồi ở phía sau này, để đây này. Đây, đây. Chiến hay là Linh ngồi đằng nào trở về chỗ dưới cái xăng. Đây. Đây, anh em sẽ di chuyển về cái huyện gần nhất ở đây. Và gửi xe. Chứ bây giờ mà kéo về là mất 3-4 tiếng. Alo, 3 giờ sáng, hiện tại bây giờ là 20 giờ. 3 giờ sáng, 200 cây mà, 250 cây mà cứ kéo tốc độ 22 giờ rồi, gần 22 kéo giờ. Tốc độ 40 như này là các bạn biết là bao nhiêu đấy. Gần đến sáng mới về nhà, nên là anh em mình sẽ để cái xe gần huyện ở đây là nhờ một anh Việt Nam. Nghe nói là cũng có một anh Việt Nam ở cái gần đây. Thì đưa xe về đấy, gửi rồi sau mai cho thở lên lắp đặt các kiểu là chạy về sau. Đấy, khổ hết, vất vả. Mấy cái xe đi trong bản ấy, xe không được bảo dưỡng hàng tháng, nên là tất cả đi đường xa là dễ bị hỏng cái này hỏng cái kia. Tuy là nó nhỏ nhưng mà giữa đường Ok, thì, đi.